Thì bây giờ cái cách bắt account nó rất là dễ. Cái goal nó đặt ra cho mình là mình cầm một cái account 50.000 và làm sao đó mình không biết, và mình có được 53.000. Mình có thể đánh news, mình có thể đánh bất kỳ cái gì mình muốn. À, even though Apex hay là Burnout. Thì bây giờ cái cách mà để làm là như vậy. Thì trước hết á, anh chị đừng có copy trade hay gì hết. À, anh chị mua hai account. Đầu tiên là anh chị sẽ mua hai account. Account fresh nha anh chị, không có dùng account đang đánh hay là có ăn thua gì hết nha, một cái fresh account thì anh chị làm cái nó mới dễ. Thì sau khi mà anh chị mua hai cái account á, anh chị lựa những cái thời điểm mà nó rẻ tí xíu, chẳng hạn như bây giờ thì nó hơi mắc nè, là tại vì 30 mấy đồng. Thì anh chị tìm những lúc nào mà 17 đồng á, cái anh chị mua. Thì bây giờ cái goal nó là như vậy. Tí xíu mình nói về cách setup sau, bây giờ mình sẽ nói về cái idea trước. Là anh chị sẽ, thí dụ bây giờ cái new FOMC, anh chị phải lựa những cái new mà nó mạnh nha. Chẳng hạn như FOMC nè, CPI nè, PPI nè, hoặc là mấy cái new Apple, basically là cái new đó nó phải move market. À, mấy cái new nó phải move market. Rồi, thì tạm thí dụ bây giờ cái new nó ra lúc 11 giờ. Qua đây. Rồi, thí dụ bây giờ cái new nó ra vào lúc 11 giờ, anh chị sẽ set up tất cả mọi thứ trước ha, anh chị sẽ set up tất cả mọi thứ vào 10 giờ rưỡi hay sao đó. Đúng 10 giờ 59, 10 giây cuối cùng, 10 giờ 59 và vào 10 giây cuối cùng. À, 10 giây cuối cùng. Hoặc là anh chị có thể đợi 3 giây, 4 giây cũng được. Basically là phải vô trước 11 giờ. Sau đó anh chị set up một con đánh lên, một con đánh xuống, là guarantee với anh chị là 100%. À, những cái ngày mà new chạy mạnh á là bảo đảm 100% là một account anh chị sẽ bắt. À, 100% luôn là account anh chị sẽ bắt. Có những lúc mà nó cái new đó nó quá yếu á thì nó sẽ chạy vòng 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 vòng, thì cái ngày những ngày đó là coi như mình xui rủi. Nhưng mà bảo đảm với mọi người luôn, mấy cái new CPI, PPI với lại FOMC là bảo đảm bát luôn, tại vì 100% thế nào nó cũng phải move hết á. À, thì đại ý có nghĩa là mình đánh hai đầu và mình accept thua 17 đồng để mình bát cái account còn lại. Tại vì á, có rất là nhiều anh chị dành thời gian đánh nạc test, đánh kỹ, thiệt là kỹ luôn, nhưng mà mọi người mất một tháng trời, nó rất là mất thời gian. Thì bây giờ mình vậy đi, mình dùng cái account sim, mình đánh cho giỏi thiệt giỏi đi, mình đánh đàng hoàng với account sim, mình đánh giỏi thiệt giỏi. Sau đó mình sẽ dùng cái strategy này để mình tiết kiệm thời gian. Để làm gì? Để anh chị phải có Ad Master và lúc đó anh chị đánh đàng hoàng để mình được lãnh lương. Đúng không? Đó, đó là cái cách mà để anh chị bát account. Thì nhóm hỗ trợ anh chị bằng cách là mỗi lần, thật sự mọi người bây giờ mọi người biết làm hết rồi. Nhưng mà có chị Gina thì kiểu như là niềm tin thôi, chứ còn em nghĩ là một người nào làm 7-8 lần là mọi người hiểu cái idea nó work rồi. Đó. Rồi, thì bây giờ mọi người hiểu được cái idea đúng không? Có nghĩa là mình sẽ đánh hai đầu, và khi cái new nó ra, một đầu bát một đầu fail. À, một đầu bát một đầu fail 100% luôn. Rồi, thì bây giờ cái cách mà mình setup á là mình sẽ setup như vậy. Thì bây giờ em sẽ nói về Apex và Bullionaut luôn ha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về Apex và Bullionaut luôn. Đầu tiên cái idea là bây giờ ở đây cái mà cái này anh chị Tina làm sẵn cho mình này. Rồi, bây giờ có nghĩa là như vậy. Khi anh chị trade bằng Apex, à, khi anh chị trade bằng Apex có nghĩa là nó cho anh chị vô 10 con. Rồi, có nghĩa là khi mà mình số lượng mình vô á là đây là Apex, đây là Bullionaut, mình sẽ Apex là mình vô full 10 con. Còn với Bullionaut là mình chỉ được quyền 7 con thôi. À, rồi, để mà được 3.000 thì anh chị sẽ cần ở bên Apex là 62 điểm. Có nghĩa là con sóc nó chạy 62 đồng á, là anh chị sẽ anh chạy 62 điểm, đúng rồi, là anh chị sẽ được bắt bài test. À, basically là anh chị chỉ cần set đúng con số 62 thôi là tự động nó chạy lên 62 cái là anh chị bắt. Còn bên Bullionaut là 88. À, bên Bullionaut là 88. Có nhiều anh chị hỏi cái này là gain rồi thì stop loss đặt bao nhiêu, không cần quan tâm anh chị, stop loss đặt xa xa ra đặt 200 điểm luôn. À, cái này là gain nè, cái này là stop gain nè. Rồi, còn cái dưới này là stop loss nè. Stop loss anh chị đặt ra tại vì mình đặt stop loss cho vui thôi, chứ nó thật sự nó fail thì là nó, tại vì cái expectation của mình á, một là bad một, fail một, hai là fail cả hai, là coi như một là mình mất 17 đồng, hai là mình mất 34 đồng.
À, cho nên stop loss anh chị sẽ đặt cả hai là 200, để 300, 400, 500 cũng được, nó không có matter đâu. À, đó. Đây cái idea nè. APAC là 10, stop gain là 62, stop loss là 200, còn bullet là vô 10, vô 7, stop gain 88 và stop loss 200. Và anh chị nhớ giúp em 10 này là 10 NQ nha, chứ không phải là MNQ nha. Hôm bữa có một anh để MNQ tất cả mọi người bắt, anh ăn được có 300 đô, còn ngày kia anh bắt. Nhớ giúp em là NQ chứ không phải là MNQ. Lúc mình try master á, thì mình có thể đánh MNQ được. Nhưng mà lúc mà mình làm mặt test á, lúc này là lúc mà mình sẽ làm NQ only. Đó. Rồi, em dừng tí xíu nè. Có anh chị nào có question về cái này không? Rồi em hướng dẫn setup. Anh chị. Ok, rồi 89 với 63 nha mọi người, để mình nhiều khi mình vừa dư, để tại vì ngày xưa là vừa đủ mình request luôn cũng được, nhưng mà bây giờ mình phải cho nó dư tí xíu để mình đánh những ngày sau thua một hai đồng gì đó mình không có bị rớt ngược lại ha. Rồi, có question gì không mọi người? Rồi, trước khi mình vô setup ha, note xuống giúp em hai cái này please. Cái thứ nhất là trong cái quá trình mà mình đã vô lệnh rồi, đừng có kết, cho dù nó lên tới 2.800, 2.900 gì đó, nếu anh chị kết á, có nhiều lúc anh chị đánh tiếp anh chị thua. Khi mà mình đã lô tô rồi là anh chị đừng có stop. Một là mình thua, hai là mình cho nó bắt. Trừ trường hợp mà nó chạy 10 phút, 20 phút á, mà nó cứ đứng ở vòng vòng 2.800, 2.900 hoài thì lúc này mình mới kết. Còn khi mà nó đã chạy rồi anh chị để cho nó chạy. À, anh chị để cho nó chạy. Tại vì mình đã xác định là mình lô tô 17 đồng, 20 đồng gì đó là mình để phải cho nó hit. Ha, cái thứ hai đây là một cái rất là nhiều người bị nè. Ngày hôm qua đánh new để NQ, cái qua sáng ngày hôm sau trade chung quên đổi. Và thế là ban account master lãng xẹt. Cho nên chị lưu ý giúp em, mỗi ngày thức dậy, thí dụ bây giờ ai ở Cali 6:30 gì, 6:28 đặt một cái alarm, ghi cái note vô, double check NQ, double check cái gì đó, anh chị viết cái note vô, rồi lúc đó mọi người check lại, ngày nào em cũng vậy hết ha. Cứ 6:28 là alarm nó ra và nó báo anh phải double check everything before trading ha. Rồi mọi người ok không? Rồi có question vô mọi người, xong rồi em sẽ hướng dẫn cho mọi người cách làm. Yeah, cái vấn đề là bây giờ không vô được master thì sau chừng nào nó mới kiếm được tiền chị, đúng không? Cho nên bây giờ dạ đúng rồi, nhưng mà nó đâu có làm được gì đâu chị, mình cần 3.000 thôi, mình đặt lớn làm gì. Em đang nói attack mà. Đó, đủ chắc, mọi người cứ xét như vậy đi chị, bao nhiêu lần là nó đủ rồi, trăm trăm nó đủ luôn rồi, tại vì mình vô 7 con nó có tính phi tính phí gì nó cũng đủ hết. Cái đó em không biết, có thể là vì do mình nó cái anh chị đánh buổi sáng á, nó nhiều khi nó phiêu ẩu á, nó làm cho mình cái giá không có chính xác. Rồi. Nó không đủ chị hiểu không? Có nhiều khi nó không đủ rồi sao? Tự nhiên cái mình được 3.000 cái không đủ rồi sao? Đúng không? Tại vì sao mình, thí dụ bây giờ nó có lỡ thiếu mấy đồng thì mình đánh được, tại sao mình không cho nó? Có nhiều lúc anh chị nó thiếu, nó thiếu có mấy point rất là tiếc mà mình lại để nó xa hơn để làm cái gì? Dạ được, nếu mà Em đã nâng lên một thích rồi đó chị. Em đã nâng nâng lên thích rồi. Em để cái bảng mới
nó đã dư rồi đó. Để khi mà anh chị xét 89 là nó đã dư bèo lắm, phải 40-50 đô đó. Dạ. Đó nó nếu mà 63 là dư tới 150 lận, còn 89 là dư tới 115 lận, trừ khi là anh chị làm sai thôi, chứ khi mà nó đã dư 115 là quá nhiều luôn rồi. À, nó đừng anh chị đừng có để nhiều nữa, để nhiều nữa nó nhiều khi nó không đủ. À. Rồi, ok, mình quăng qua đó đi ha, tại vì em đang record mấy câu hỏi nào mà ngoài lề anh chị đợi tí xíu đi. Mình chỉ nói trong phạm vi 50 ngàn thôi. Rồi, ok, sau khi mà mình xong rồi, bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mọi người cái cách anh chị setup. Thì khi anh chị setup á là anh chị sẽ mở cái chart này lên ha. Anh chị mở một cái chart lên and then anh chị bấm chuột phải, anh chị duplicate window. Đó, nó sẽ hiện ra hai chart như vậy. Rồi. Nó sẽ hiện ra hai cái chart như vậy ha. Rồi thì bây giờ anh chị sẽ setup như vậy. Thứ nhất á là anh chị phải chọn hai ạc. Ví dụ bây giờ em đang chọn hai cái ạc sim nè, hai cái ạc sim này là hai cái ạc sim khác nhau. Tại vì mình make sure là mình đánh một đầu lên một đầu xuống mà. Cho nên anh chị thí dụ bây giờ anh chị có một cái ạc test tên là 17 thì anh chị phải make sure cái ạc test còn lại là 18 hoặc là 16, hai cái thằng nó phải khác nhau completely. À, hai cái số account nó phải khác nhau. Thì mình mới đánh một đầu long một đầu short được. Rồi, thì xong rồi anh chị sẽ vô cái ATM strategy này nè. Lúc đầu á nó là chỉnh nền. À, lúc đầu nó là chỉnh nền. Thì bây giờ em sẽ ví dụ trên Apex nha mọi người. Rồi anh chị sẽ tự apply nó cho Bullinox ha, chỉ sửa số thôi. Rồi, thì anh chị sẽ bấm vô cái chữ nên này nó sổ ra. Cái anh chị chọn custom. À, cái anh chị chọn custom. Rồi, thì bây giờ theo cái bảng chị làm mới làm nè, anh chỉ cho mọi người làm nè. Thì bây giờ C nói á là cái này là mình đang đánh Apex 50 ha. Thì bây giờ cái order quantity nè, điền vô đây số 10. Rồi ha, order quantity điền vô đây số 10. Rồi, cái stop loss là 200, điền vô đây 200. Cái profit là 63, điền vô đây 63. Rồi. Chỉ điền vậy thôi nha anh chị. Order quantity 10. Stop loss 200, profit 63. Sau đó anh chị vô set a template, anh chị ghi specific ra. Bad account 50k. Rồi, ghi đầy đủ ra bad account 50k cho Apex. Đó, ghi ra luôn nếu mà mình đổi hoài cho Apex ha. Rồi. Thì bây giờ thì em nói đó, trước giờ nó dễ hơn không, thí dụ 3.000 đấu đủ đâu chị, nếu mà chị exactly 3.000 đấu đủ, nó còn commission fee nữa. Rồi xong rồi, à vậy thôi, cách đó cách của chị, cách này cách của tụi em đó nha, tùy mọi người, nếu mọi người biết cách rồi thì mọi người làm theo cách của anh chị cho nó dễ, đúng không? Còn bây giờ trước giờ mình như vậy rồi, cái mai mốt chị Chi nào phải lên hướng dẫn lại từ đầu là thôi đừng quên hết mấy cách cũ đi, bây giờ làm cách mới. Có phải mất thời gian không? Đúng không? Rồi, mình tiếp tục thôi mọi người ha. Rồi, sau khi anh chị lưu xong, anh chị bấm ok thì anh chị sẽ có một cái pass account 50k Apex. Anh chị chọn cả hai bên, pass account 50k Apex. Nhớ make sure giúp em là hai cái account này là hai cái account khác nhau. Rồi, sau đó tới đúng cái thời điểm mà chị Gina thường hay nói mọi người đó, tới đúng cái thời điểm mà chị Gina hay nói mọi người á, à tới đúng thời điểm mà chị Gina hay nói mọi người là thí dụ bây giờ 11 giờ thì là 10 giờ 59 phút 55 hay 56 giây gì đó, anh chị sẽ bấm một cái buy và anh chị bấm một cái sell, bấm liền lập tức luôn nha chị, anh chị hai cái cùng lúc nhanh nhất có thể ha. Rồi, và khi cái new nó vừa ra một cái là nó sẽ guarantee nó hit một đồng. Và lúc đó là mình bắt. Đó, anh chị ok không? Rồi, và khi mà nó chạy á, anh chị ignore nó đi, tại vì để cho nó chạy thoải mái, có nghĩa là mình đừng có nhét tay mà mình bấm buy, bấm sell gì hết, cứ để thoải mái cho nó chạy. Và một khi mà nó đủ điểm rồi là nó sẽ cho anh chị phát. Đó. Và cái cách thứ hai á là khi mà anh chị muốn nó sau khi bát và anh chị muốn tiết kiệm thời gian á, bây giờ anh chị tạo một cái account đi, anh chị đánh 6 ngày
anh chỉ cứ đánh đồng 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 gì đó 6 ngày, xong rồi canh lúc nào có new cái mình lấy cái account đó mình đánh, cái là qua ngày hôm sau mình request liền lập tức luôn, cái là mình được bắn liền đó. À, cái mình được bắn liền chứ mình không nhất thiết là mình phải làm xong rồi mình ngồi mình đợi 6 ngày nữa, nó rất là mất thời gian. Thí dụ như bây giờ thứ tư tuần sau có new đi, thì thứ hai này anh chị mua và anh chị đánh đủ 6 ngày, rồi sau đó tới thứ tư anh chị làm bài test là đơn. Rồi thì đó là cái cách mà tụi em hướng dẫn cho mọi người làm pass account. À,